Tấn Đạt và nhóm thực hiện giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con xin gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Và kính thưa quý vị, chương trình này được sự tài trợ của Chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Trọng Võ. Kính thưa quý vị, đến với chương trình giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con ngày hôm nay, Tấn Đạt xin giới thiệu với tất cả quý vị ca sĩ ca trưởng Trần Đình đến từ thành phố Portland, tiểu bang Oregon. Xin chào anh Trần Đình và xin anh Trần Đình có đôi lời cùng với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Cảm ơn Tấn Đạt. Lời nói đầu tiên thì Trần Đình xin đến gửi đến toàn thể quý vị khán thính giả xa gần của đài Thánh Ca Dân Chúa Đời Con lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn anh Trần Đình, đây có lẽ lần thứ hai anh đã đến với chương trình, đúng không ạ? Đúng rất vậy. Cảm ơn anh đã dành những thời gian quý báu để đến với chương trình Dân Chúa Đời Con. Kính thưa quý vị, nhân tiện đây được gặp anh Trần Đình, Tấn Đạt cùng với anh Trần Đình, phải nói là bao nhiêu năm rồi? 18 năm. 18 năm. Yeah. 18 năm anh em mới có dịp gặp lại trên đất Mỹ này. Và kính thưa quý vị, Tấn Đạt và anh Trần Đình, khi ở Việt Nam, hai anh em cùng học chung trường quốc gia âm nhạc Sài Gòn. Và rất là nhiều kỷ niệm cùng với anh Trần Đình trong những cái sinh hoạt nơi trường học và các nơi nhà thờ. Và kính thưa quý vị, Tấn Đạt được biết anh Trần Đình phải nói là một con chiên ngoan của Chúa. Anh tham gia ca đoàn từ lúc năm 13 tuổi và đến năm 19 tuổi anh chính thức trở thành ca trưởng của một ca đoàn. Wow! Và nói cảm ơn Tấn Đạt. Một lứa tuổi rất là sớm mà đã là một ca trưởng một ca đoàn lớn ở Sài Gòn. Và Tấn Đạt được biết là anh Trần Đình được tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc vào năm 1988 và sau đó anh tiếp tục học đại học về thanh nhạc. Và sau khi học đại học thanh nhạc ở Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, anh lại đi qua Mỹ và tiếp tục với con đường âm nhạc. Đúng không anh Trần Đình? Đúng rồi. Dạ. Xin hỏi anh Trần Đình là anh có gặp cái khó khăn hay cái trở ngại gì khi mà anh học nhạc ở bên Mỹ so với ở Việt Nam? Khó khăn thì cũng có nhiều khó khăn, mà thuận lợi thì cũng có. Thì khi mà Đình có cơ hội được qua Mỹ thì Đình tham gia và học lại cái ngành giáo dục âm nhạc. Thì đối với ngành giáo dục âm nhạc thì một sinh viên sẽ phải được học tất cả các bộ môn âm nhạc, chẳng hạn như là thanh nhạc. Học lại thanh nhạc không? Có. Vương học lại thanh nhạc, rồi một số nhạc cụ. Thì là trong cái ngành thanh nhạc thì đối với mình thì cái thuận lợi là mình đã có một cái nền tảng kiến thức ở Việt Nam rồi, vì đó thì cũng đỡ, mà có điều trở ngại là về ngôn ngữ thôi. Về ngôn ngữ. Okay. Về ngôn ngữ thì, thôi. Xin hỏi anh là lúc khi anh em mình học ở Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn á, thì thường thường mình hát những cái tác phẩm nước ngoài là mình hát tiếng Ý với lại hát tiếng Bulgari, đúng không? Thì khi qua Mỹ thì anh có hát lại tiếng Ý nữa không, hay là anh học một tiếng nào khác? Tất nhiên là chắc chắn phải hát tiếng Anh rồi. Tiếng Ý thì cũng có nhưng mà không có được nhiều lắm, nhưng mà chính là cái ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ tiếng Đức. Thêm một cái ngôn ngữ tiếng Đức. Anh thấy có cái khó khăn nào khi mà anh hát tiếng Đức không? Tiếng Đức thì khó, cái phát âm của họ rất là khó, nó phải thở ra, cái hơi nó phải bật ra thì rất là khó. Do đó đối với mình thì tiếng Đức hát là không có được thích thú cho lắm. Nhưng mà chính vì cái khó khăn đó sẽ làm cho cái chuyên môn và kỹ thuật thanh nhạc của anh sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Và xin hỏi anh Trần Đình là hiện tại anh đang ở Oregon, right? Oregon. Dạ, Oregon. Và thành phố Beaverton. Ở Beaverton. Và anh vẫn tiếp tục hoạt động âm nhạc. Đúng rồi. Thì hiện thời bây giờ Đình đang dạy học cho các cháu, thì vừa dạy đàn piano và dạy thanh nhạc cho các cháu. Ngoài ra thì cuối tuần thì mình đang là dạy và đào tạo cho các anh chị em môn hát. Còn nghĩa là nhằm ca trưởng cho một ca đoàn. Dạ. Dạ. Thì xin hỏi là ca đoàn khoảng bao nhiêu thành viên? Ca đoàn khoảng chừng 30 các anh chị. 30 các anh chị. Và ngoài cái ca đoàn đó, anh còn phụ trách thêm một cái ca đoàn nào khác không, hay chỉ có một ca đoàn thôi? Ngoài ca đoàn các anh chị Cecilia thì hiện thời gia đình đang là giúp cho các con em của các anh chị thành viên ca đoàn Cecilia có thể hát được tiếng Việt, mỗi một tháng hát một lần và tập một ngày trong tuần là ngày thứ sáu. Có nghĩa là anh tuần vừa phụ trách ca đoàn lớn mà vừa phụ trách ca đoàn thiếu nhi. Phải nói là kính thưa quý vị, là anh Trần Đình có một cái tầm nhìn phải nói là rất là xa. Anh đào tạo một cái lớp thiếu nhi chắc chắn là để kế thừa. Đúng rồi. Để sau này là những, các anh chị mà các anh chị lớn retire. Đúng rồi. Và kính thưa quý vị, cũng nhân tiện đây thì
Dịp xuân vừa rồi thì anh Trần Đình có gửi đến một vài cái video và những cái video clip về những cái bài hát của các học trò của anh Trần Đình, những học trò thiếu nhi, và những cái bài hát rất là hay. Anh Trần Đình, phải nói là sau 18 năm anh em mình gặp lại thì tự nhiên trong em có một cái những cái kỷ niệm xa xưa nó đang ùa vào trong em, và những cái kỷ niệm nó rất là đẹp ở trường quốc gia nhà Sài Gòn. Em nhớ rằng là anh học trước em một khóa, để em học sau anh một khóa. Anh có thể nói cho em, nhắc lại những cái kỷ niệm mà anh khi anh thi vào trường, hoặc là những thầy cô, những bạn bè cùng lứa tuổi với anh trong cái thời gian anh học về thanh nhạc không? Kính thưa quý vị, thì hồi đó thi vào trường nhạc á, thì Trần Đình thi cũng rất là gắt gao và khó, bởi vì là lúc đó thì khoảng 300-400 thí sinh thi mà chỉ lấy được khoảng 8 học trò thôi. Thì thưa quý vị, là theo Tấn Đạt được biết là khi thi vào bộ môn thanh nhạc, là bộ môn ca hát, thì không những là thi chuyên ngành về hát mà chuyên ngành về xướng âm. Xướng âm và ký âm, có nghĩa là nghe xong mình ghi lại và mình nhìn một bài nhạc mới, một bài xướng âm mới, và mình tự xướng âm lên. Thì phải nói là cái cuộc thi nó rất là khó khăn, thì với rất nhiều người thi, và anh đây là một trong những thí sinh xuất sắc để mà đậu trong cái chuyên ngành về thanh nhạc trong cái năm đó. Cảm ơn Tấn Đạt. Chứ không biết Tấn Đạt còn nhớ hay không, chứ hồi đó là nhớ là cái giai đoạn mà những năm của Đình thi ấy, là họ thầy, các thầy cô cũng có lấy bóc dáng nữa, nếu mà thấp quá cũng không đâu được. Có cái hình thức bên ngoài, có cái hình đúng thức rồi, biểu diễn. Tại vì thường thường bộ môn thanh nhạc thì khi mà Tấn Đạt cũng như các anh Trần Đình vô, hoặc là các thí sinh thi vô trường quốc gia âm nhạc chuyên về ngành thanh nhạc, thì họ lấy luôn cả cái hình thể và về cái phong cách biểu diễn, cũng như là cái về vấn đề chuyên môn. Tất nhiên chuyên môn vẫn là chính, và từ cái chuyên môn đó cùng với cái hình thể để mà chọn cái học viên cho thanh nhạc. Và theo thấy nghĩ là anh Trần Đình vì sao mà đẹp trai mà trẻ như vậy? Theo Đình nghĩ là cái tiêu chuẩn là phải là 1m68 trở lên đối với Việt Nam đó. Dạ, em thì được gần được 60. Do đó hai anh em mình tương đối bằng nhau phải không? Kính thưa quý vị, là trong cái thời của Tấn Đạt và anh Trần Đình học về quốc gia âm nhạc, chuyên về thanh nhạc tại quốc gia âm nhạc Sài Gòn, thì thường thường thì Tấn Đạt cũng như anh Trần Đình là các học viên phải tốt nghiệp về trung cấp. Đúng rồi. Sau khi có cái bằng trung cấp 4 năm thì lúc đó mới đủ tiêu chuẩn để thi vào đại học 4 năm nữa. Nhưng mà Đình nhớ là nếu mà anh chị nào mà muốn thi thẳng qua đại học thì là phải là các diễn viên của các đoàn. Dạ, và đồng thời phải có giấy giới thiệu của các đoàn gửi tới, có nghĩa là có kinh nghiệm biểu diễn, có chuyên môn thì mới thi trực tiếp vào đại học. Nhưng mà vẫn phải học 1 năm dự bị. Đó, sau đó mới học 4 năm đại học. Wow, đó là những cái thông tin mà bây giờ em mới được biết. Cảm ơn Trần Đình rất nhiều. Kính thưa quý vị đang theo dõi giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào và đang sống trong mùa chay, mùa của sự ăn năn, mùa của sự thống hối và mùa của sự trở lại với Chúa. Và nhân dịp có anh Trần Đình đến với chương trình, Tấn Đạt xin trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy cùng đến với tác phẩm Canh Về Chiều Tiếng Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Vi Hà qua tiếng hát của ca sĩ Trần Đình. Rằng tim can về đồi hoang lặng chìm, một người từ trên cao đó giang tay gục chết bơ vơ. Ôi bao la tình Chúa vì tôi chân gian, Ngài đã trao ban chính con của Ngài,
chết phơi giữa trời nên ra cứu đời. Con hát vang lên muôn lời kinh, đàn du ngân cũng tôn vinh cảm tạ Chúa. Từ nay lòng sâu ghi dấu muôn đời ân tình Ngài, dòng đời ngập sâu tâm tôi, thân con buồn nhớ lỗi tội, tìm về lòng Cha yêu dấu, dâng lên ngàn nỗi thương đau. Con van xin tình Chúa rộng lượng từ nhân, tha thứ cho con đứa con hoang đàng, quyết tâm trở về còn lại với bao sầu thương ảm đạm. Nguyện xin Chúa thương mở lượng hải hà, thứ tha mọi tội con đã phạm, qua lòng khoan dung tha thứ của Chúa. Hoán cải đời con nên trong sạch. Răng tim càn về đồi hoang lặng chìm, một người từ trên cao đó giang tay gục chết bơ vơ. Cũng tôn vinh cả.
Quý vị vừa thưởng thức tác phẩm Can Vê Chiều Tiến Buồn, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Vi Hà qua tiếng hát của ca sĩ Trần Đình. Wow, lâu lắm rồi đó em mới nghe được tiếng hát của anh. 18 năm rồi mà giọng hát vẫn ngọt ngào, vẫn ấn tượng như ngày nào. Rất cảm ơn anh Trần Đình đã đem đến một tác phẩm rất là ý nghĩa trong buổi chay. Cảm ơn Tấn Đạt. Kính thưa quý vị đang theo dõi giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con. Trở lại với anh Trần Đình. Xin hỏi anh Trần Đình, anh được hấp thụ hai nền giáo dục về âm nhạc và đặc biệt là chuyên ngành về thanh nhạc ở bên Việt Nam, quê nhà, và bên Hoa Kỳ. Vậy anh có thể cho Tấn Đạt cũng như tất cả quý vị được biết là cái sự khác biệt giữa hai lối phát âm kiểu tiếng Việt Nam và kiểu tiếng Mỹ không? Đối với mình thì là phát âm đó là một vấn đề khó khăn, bởi vì là tiếng về cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình, âm thanh của nó hơi gọi là bẹp ra. Còn âm thanh của tiếng nước ngoài thì nó ôm lên, nó tròn lên. Thì theo mình nhận xét thì đối với người châu Á thì mình học thanh nhạc thì nếu mà đi thi chắc lép vé hơn so với những người châu Âu. Nếu mình hát tiếng Mỹ. Nếu mình hát tiếng Việt thì Mỹ sẽ lép vé cho mình. Đúng rồi. Theo Tấn Đạt được biết thì thực sự là khi phát âm tiếng Việt thì cũng rất là khó, là vì mình còn có thêm các dấu nữa. Nhưng mà chính ra giọng opera này kia thì nguồn gốc nó bắt nguồn từ châu Âu, do đó nó thuận lợi hơn là người Việt Nam chúng ta hát opera. Anh nghĩ nếu chúng ta áp dụng một cách phát âm kiểu tiếng Mỹ sang tiếng Việt, anh nghĩ như thế nào? Theo mình nghĩ là không nên áp dụng như vậy, bởi vì khi mà chúng ta muốn hát tiếng Việt cho nó đẹp thì cần phải là tròn, rõ. Tròn vành rõ chữ. Tròn vành rõ chữ. Nhưng mà tròn thì cũng âm thanh nó tròn, nhưng bước đầu mình tròn thôi. Rồi sau đó mình phải đóng cái phụ âm cuối lại. Chẳng hạn chữ con. Ví dụ con thì mới rõ tiếng Việt. Chứ nếu mà cứ co giống như tiếng Tây thì sẽ ra là mình không hiểu được. Nếu như vậy thì anh đã có rất là nhiều kinh nghiệm và cũng có rất là nhiều học trò, và đặc biệt là các em nhỏ sinh ra tại Mỹ, đúng không, và hát tiếng Việt. Anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm của anh để cho Tấn Đạt cũng như tất cả quý khán thính giả được hiểu thêm về cái cách dạy tiếng Việt cho các em ở sinh ra Mỹ. Mấy cháu mà ở sinh ra bên Mỹ này mà huấn luyện cho các cháu học tiếng Việt thì phải nói là rất là phải công phu lắm, kiên nhẫn lắm. Bởi vì đôi lúc các cháu hát thì phát âm, nhất là những chữ T toàn là chữ tờ. Tôi toàn là thôi cứ thật thời, trong đó thì phải sửa. Nhưng mà được mức nào hay mức đó. Nhưng quan trọng chính là mình tập cho các cháu vẫn là cái nguyên âm O, A, I, E. Đơn nguyên âm. Đơn nguyên âm. Nhưng mà tiếng Việt mình có khó là mình sẽ có phụ âm đóng lại. Do đó các cháu phải chú ý phần đó cho các cháu, chẳng con hay là không. Những cái như vậy thì chúng ta phải sửa kỹ thì các cháu nghe rõ hơn tiếng Việt hơn. Cảm ơn anh đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh về vấn đề dạy thanh nhạc cho các trẻ em Việt Nam, và đặc biệt là các trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Rất cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm tiếp theo mà anh Trần Đình sẽ gửi đến tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Côn, Bùi Châu. Xin mời quý vị. Đẹp như hoa mùa xuân
thì sớm nở cũng tối tàn. Bên như lâu đài xây có ngày cũng sẽ truyền lấy, xinh tươi là mấy người, kiều xa là mấy ngày. Hư không sớm muộn cũng hoàn hư không. Giàu sang có là bao thì có ngày cũng biến tàn. Quyền năng chi là bao, có ngày cũng sẽ dần tan. Cao sang là mấy tầng, vinh quang là mấy lần. Hơn nhau rốt cuộc sang hèn như nhau. Tài năng đến là bao thì có ngày cũng sẽ tàn. Hồng nhan có là bao, sớm muộn cũng sẽ tàn mau. Khôn ngoan là mấy ngày, duyên kia là mấy đời. Tay không sớm muộn cũng về tay không. Người ơi, hãy luôn nhớ rằng ta chỉ là tro bụi, một mai sẽ trở về với bụi tro. Tất cả sẽ phai tàn, sẽ đi vào quên lãng. Tay không sẽ trở về trắng tay. Còn lại chỉ là lòng yêu mến, kính tôn Chúa trọn đời. Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi tro ngày sau sẽ về cho bụi. Trở về đi người ơi, về với nguồn cứu cánh con người. Về với Chúa từ nhân vững bền kiên tín ngàn năm. Ăn năn mọi lỗi lầm, không e ngại thất vọng. Kéo sơn Chúa hằng nhân từ yêu thương. Trở về đi người ơi, dòng sông nào không ra biển rộng. Về với Chúa là cha, tháng ngày luôn đón chờ ta. Bao dung ai sánh bằng, yêu thương thì bất tận. Cánh thâu Chúa hằng gánh chịu thương đau. Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi cho ngày sau sẽ về cho bụi. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là bụi cho ngày sau sẽ về cho bụi. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đồi. Vì là
bụi cho ngày sau sẽ về cho bụi. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên một lần nữa Tấn Đạt rất cảm ơn anh Trần Đình đã gửi đến cho tất cả quý khán thính giả đang theo đài cũng như Tấn Đạt được thưởng thức một bài hát rất là ý nghĩa trong mùa chay này là tác phẩm Bụi Cho. Anh Trần Đình có thể cho em biết cũng như tất cả quý khán giả được biết là tại sao anh chọn cái bài này? Thưa toàn thể quý vị và thưa Tấn Đạt, thì bài hát này ngay từ hồi bé Đình rất là mê. Có một cái dịp mà cha xứ ở họ đạo Du Xe cho ca đoàn Maria đi lên tham quan du lịch tại thành phố Đà Lạt, thì là trong một cái ngày thứ tư lễ tro hôm đó thì mình Trần Đình đi dự lễ ở ở tại nhà thờ, thì thấy ca đoàn nam mấy em là cỡ chừng 5 đến 10 em nam thôi, nhưng mà hát cái bài Bụi Cho đã ấn tượng, làm cho Đình phải xúc động suy nghĩ và mà muốn đem về để cho cả đoàn hát bài đó. Lần đầu tiên mình nghe là chính ra là ở thành phố Đà Lạt cái bài này. Lúc đó anh đã là ca trưởng. Đúng rồi. Đang coi ca đoàn. Đúng và rồi. Anh đi du lịch ở Đà Lạt và anh nghe một ca đoàn khác hát bài này rất hay và anh muốn đem lấy cái bài này để tập cho ca đoàn của anh. Sau thánh lễ ca đoàn vừa hát xong là chạy tới ca đoàn xin bài hát đem về liền. Vâng, anh chọn một cái bài rất là ý nghĩa. Em rất là thích một cái lời trong cái bài hát là xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi cho. Vâng, thân phận của chúng ta lúc nào cũng là bụi cho, lúc nào cũng tội lỗi và luôn cần được sự yêu thương, sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Có một câu hỏi này, tại vì anh em thân tình giống như anh em đã từng biết nhau 18 năm và cũng sống, cũng hoạt động về vấn đề âm nhạc. Em cũng là người hoạt động về vấn đề âm nhạc tại Orange County, California này. Thì có một câu hỏi này, anh có dự định là một ngày nào đó anh sẽ chuyển qua Cali để sống hay không? Hay là anh có hối tiếc là khi anh đang ở Portland? Tại vì theo em được biết thì Portland thì cái sinh hoạt về cộng đồng Việt Nam cũng như về cái nền âm nhạc nó cũng không bằng Orange County. Thì anh có nghĩ một ngày nào đó anh move qua bên Orange County để tiếp tục cái con đường sự nghiệp của anh? Đây là câu hỏi hay, Tấn Đạt. Kính thưa quý vị, thì thực sự ra thì là sống ở đâu chúng ta cũng phải đều là hoạt động cho nhà Chúa, đều là mở mang nước Chúa, mọi thứ hết. Do đó thì theo Đình nghĩ thì nếu có cơ hội mà được về dưới Orange County này thì là vẫn là thuận lợi hơn. Nhưng mà không vì lý do đó mà chúng ta bỏ Oregon. Do đó là phải ở Oregon như thế nào đó, để nếu mà trường hợp mà sau này còn đào tạo cho các cháu, để cho các cháu các cháu sẽ giữ vững ca đoàn, là sau này lớn lên rồi hát ca đoàn rồi mọi thứ, chứ mình đi hết, ai cũng đi hết xuống dưới đây hết rồi, làm sao mà truyền bá cái vấn đề mà ca hát tiếng Việt cho các cháu được. Đó là một câu trả lời rất là hay, một sự nó đi kèm theo một cái sự hy sinh của anh, mặc dù biết rằng cái đất Cali này nó là một cái nơi rất là thuận lợi cho những người hoạt động âm nhạc. Nhưng mà qua cái câu trả lời của anh thì cũng đã cho em một cái suy nghĩ rất là nhiều về cái tinh thần phục vụ của anh, về cái hướng nhìn về tương lai. Mặc dù rằng anh sống một cái nơi Portland nó không có được thuận lợi nhiều lắm về vấn đề âm nhạc, nhưng mà anh vẫn chấp nhận ở đó để mà đào tạo một cái thế hệ mới tương lai. Nhưng mà các anh chị ban Thánh Ca Dân Chúa Đời Con mà nếu có cơ hội gì mời Đình xuống đây, Đình cũng sẵn sàng xuống bay lại bay tới bay lui. Rất cảm ơn anh, rất cảm ơn những tâm tình mà anh gửi đến Tấn Đạt cũng như tất cả quý khán thính giả đang theo đài. Cảm ơn anh Trình Đình đã dành thời giờ quý báu của anh đã đến với chương trình Giờ Thánh Nhạc Dân Chúa Đời Con. Rất tiếc thời lượng của chương trình có hạn nên chúng ta phải tạm ngừng ở đây. Xin cảm ơn anh đã dành thời giờ cho Tấn Đạt và xin anh có đôi lời chào cùng với tất cả quý khán thính giả đang theo đài. Cảm ơn Tấn Đạt. Một lần nữa, Trần Đình xin gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả xa gần của đài Thánh Ca Dân Chúa Đời Con lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn và hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau
trong chương trình lần tới. Một lần nữa Tấn Đạt xin cảm ơn Chợ Tam Biên cùng với ông bà bác sĩ Trọng Võ đã bảo trợ chương trình Dân Chủ Đời Con. Tấn Đạt xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin cảm ơn anh Trần Đình. Cảm ơn Tấn Đạt.